Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc có diễn biến phức tạp. Mới đây nhất là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An, khiến cho 4 người tử vong và 18 người bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi mất phanh của xe container đã tông vào những người đi xe máy dừng đèn đỏ trên làn đường hỗn hợp. Qua vụ việc trên cho thấy, việc sử dụng làn đường hỗn hợp hiện nay là không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa về tính mạng con người khi tham gia giao thông trên những tuyến đường như thế này. Đoạn đường Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, giao thông hỗn độn, xe máy, ô tô các loại lưu thông không đúng phần đường. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho những người tham gia giao thông. Đặc biệt, đối với những người điều khiển xe máy, khi dừng đèn đỏ trong làn đường ô tô, nếu không may các ô tô phía sau mất thắng, thì tai nạn thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trời đó tôi chạy xe, tôi không biết sợ nghe, bây giờ tôi chạy tới đèn xanh là tôi sợ rồi. Không phải sợ gì, mình chạy mà mình không có phóng xuống, mình cũng ngồi bình thường như thôi. Mà sợ nhiều khi nó ồ tới thôi. Nếu mà giờ nhà nước mà lo được cái hãng như là phân luồng được giữa ô tô riêng rồi xe gắn máy riêng á, thì nó sẽ tốt hơn. Sẽ tốt hơn cho người đi xe gắn máy. Không thì nó có thể là nó sẽ khoảng chừng 70-80% an toàn. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại trên địa bàn toàn thành phố có khoảng 4.200 km đường giao thông, trong đó chỉ có khoảng 200 km đường được phân tách giữa làn ô tô và xe máy, chiếm 4,8%. Như vậy, với 4.000 km đường hỗn hợp còn lại, ô tô các loại và xe máy cùng đi chung, và điều này sẽ khiến cho tai nạn luôn rình rập đối với những người tham gia giao thông. Trong khi ngành chức năng thành phố cũng chỉ có thể thực hiện các giải pháp tuyên truyền. Khi mình chạy vào cái làn hỗn hợp này, hết sức là cẩn thận, lưu ý, quan sát thật kỹ khi mà tham gia giao thông. Và cái thứ hai nữa, chúng tôi cũng yêu cầu đề nghị các cái lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông, công an thành phố và công an quận huyện phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở những cái trường hợp mà cố ý, cố tình vi phạm những cái hành vi mà trực tiếp thường xảy ra tai nạn giao thông đối với ở khu vực này, hoặc là chạy quá tốc độ, chạy không đúng quy định. Còn về phía Bộ Giao thông Vận tải cũng đang xem xét mở rộng mặt đường, đồng thời mở rộng làn đường riêng cho xe hai bánh. Tuy nhiên, việc thực hiện thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nếu thiết điểm mà để làm riêng ra thì là cái điều kiện mình chưa có, cái nguồn lực thì chưa đáp ứng được. Nhưng những cái nơi mà như đèn đỏ nó xảy ra như thế này, đấy, hoặc cái chỗ giao cắt thì mình cố gắng tạo ra những cái phân luồng cho nó rõ ra. Một bên cơ giới, một bên phương tiện xe mô tô, xe máy chẳng hạn. Đấy, thì mình có thể mở rộng ra vì nó thể là hai làn, ba làn hay bốn làn thì mình cắm cái đấy, cái biển để hướng dẫn. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2019, ngành giao thông vận tải địa phương này đã có kế hoạch nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục lớn. Nếu đủ điều kiện thì sẽ tách riêng hai phần đường cho ô tô và xe hai bánh. Riêng khu vực nội đô, sở này không có kế hoạch tách làn. Vì vậy, đối với người tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, việc quan trọng nhất là chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.